Người mẹ xấu tính. Vậy là sau cả tháng trời dọn dẹp, sửa chữa, cuối cùng chúng ta cũng được chuyển đến nhà mới rồi. Minh à, về nhà mới con thấy thích chứ? Dạ, thích lắm mẹ ạ. À, về đây có nhiều anh chị chơi cùng, con thấy rất là vui. À, anh Nam. Ừ, nhiều bạn, nhưng mà phải chọn bạn mà chơi đấy nhé. Con nhớ không được chơi với anh Nam kia đâu. Tại sao vậy hả mẹ? Vì anh ấy không nói được, cứ ú à ú ớ. Chắc chắn là trí tuệ cũng chậm phát triển hơn, còn phải chọn bạn mà chơi thì mới tiến bộ được chứ, nghe chưa? Dạ, con nhớ rồi ạ. À, con phải nhớ lời ba mẹ đấy, nhớ là không được đi chơi xa, dù ai rủ cũng không được đi chơi, có nghe không? Dạ. Anh sếp cũng đẹp thật đó. Thôi, tháo ra để em sếp thử xem thế nào anh Nam nha. Minh à, thế con không nghe mẹ dặn gì ư? Mẹ, con... Con vào trong phòng kia, đứng úp mặt vào tường nhanh lên. Đợi múa lân kìa. Thích quá, thích quá. Thích quá, đẹp quá. Bao giờ mình mới lớn để múa được lân nhỉ? Mà lạ thế này. Mẹ ơi, con sợ. Nhà đâu rồi? Cháu bé à, sao lại ngồi đây khóc chứ? Ba mẹ của cháu đâu? Cháu đi theo đoàn múa lân, quên mất đường về rồi. Thế nhà cháu ở đâu? Dạ, cháu chỉ biết là nhà cháu ở tầng cao cao kia thôi, chứ cũng không biết đâu ạ. Giờ cháu cũng không biết nữa ạ. Nào, nín đi, cháu cứ bình tĩnh đã. Minh ơi, Minh ơi. Thôi chết rồi. Thằng bé chạy đi đâu được nhỉ? Trời ơi, con tôi, con đi đâu rồi? Cháu cũng chẳng nhớ số phòng của mình ư? Dạ, cháu không nhớ đâu ạ. À, nhà cháu mới chuyển đến thôi. À, anh Nam. Là anh Nam ở gần nhà cháu rồi ạ. À, cháu sẽ theo anh Nam về. May quá, từ sau cẩn thận nhé. Dạ vâng. Anh à, em tìm cô Minh mãi mà không thấy con đâu hết. Đã mấy tiếng đồng hồ rồi. Anh về nhanh lên đi, rồi mình đi báo cảnh sát anh nha. Mẹ, mẹ ơi. Ôi, Minh, con đi đâu mà mẹ tìm con khắp nơi không thấy vậy? Con đi theo đoàn múa lân, rồi bị lạc quên mất đường về. Mai gặp được anh Nam đưa con về đây đó. Mới chuyển đến lạ nước lạ cái, con phải cẩn thận chứ. Hôm nay may mà cô cảm ơn cháu nhé. Mày có cháu đây, không thì cô không biết tìm em ở đâu nữa. Cháu vào trong nhà này chơi với em đi. Anh ơi, anh vào đây chơi với em đi. Em đi lấy Lego. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rời xa, già láng mịn. Con sai rồi.
chán quá. Bao giờ mẹ mới mua cặp sách mới cho mình nhỉ? Nhi ơi, xem mẹ mua gì cho con này. Có phải cặp sách mới không ạ? À? Không phải cặp sách mà là heo đất. Heo đất ạ? À? Ừ, con heo đất này là mẹ mua cho con đấy. Mỗi ngày mẹ sẽ bỏ vào đây một ít tiền coi như để dành. Cuối năm nếu con ngoan ngoãn, số tiền đó sẽ thuộc về con và con có thể mua những gì mà con thích. Tận cuối năm hả mẹ? Sao lâu thế ạ? Phường mình năm nào cũng tổ chức quyên góp cho những hộ gia đình khó khăn vào cuối năm. Mẹ muốn con dùng tiền tiết kiệm này không chỉ để mua đồ mà còn làm những việc ý nghĩa khác nữa. Vậy cuối năm con mới được cầm con heo này hả mẹ? Mẹ sẽ giao nó cho con, nhưng con phải hứa với mẹ là nuôi heo thật lớn mới được thịt, nghe chưa? Dạ, con biết rồi ạ. Heo ơi, phải lớn thật nhanh nhé. Dạ, mới có mấy tháng mà đã nặng ra phết rồi. Mẹ nuôi heo giỏi thật. Xem nào, khi nào có nhiều tiền, mình sẽ mua buộc tóc mới, váy mới, cả sô-cô-la nữa chứ. Nhi ơi, xuống đây chơi đi. Đợi mình một chút. Chúng mình đi ăn chè đi. Đầu phố mới có hàng chè ngon lắm. Thật hả? Đi thôi. Ờ, nhưng mà tớ không có tiền. Tiếc quá, chúng mình lại không mang thừa tiền. Thôi, chúng mình đi đây. Trời nóng thế này mà được ăn chè thì còn gì bằng. Phải đấy, xong còn ra công viên chơi trò chơi nữa. Chán quá, chắc giờ này mọi người đang ăn chè vui lắm. Chỉ có mày là ở nhà làm bạn với tao thôi. Giá như có tiền thì tốt biết mấy. Trong bụng con heo đất này chẳng phải đang có rất nhiều tiền hay sao? Không được, mình đã hứa với mẹ là cuối năm mới được mổ heo mà, làm sao lấy ra được? Nhưng mà mẹ nói nuôi heo cho mình mà. Như vậy tiền này là của mình lấy cũng đâu có gì sai. Không được, như thế là không giữ lời hứa. Mẹ mà biết sẽ đánh đòn mình cho coi. Nhưng con heo là của mình mà, đằng nào trước sau gì mình cũng có quyền sử dụng chứ. Chỉ lần này thôi, cuối năm mình vẫn có tiền để mua đồ và làm việc tốt mà, mẹ sẽ không biết được đâu. Cái trò moi tiền này cũng thú vị đấy chứ. Mẹ ơi, con về rồi ạ. Con về đúng lúc quá. Trong nhà cho mẹ một lát để mẹ mang đồ sang nhà bà ngoại nha. Vâng, mẹ cứ đi đi ạ. May quá, đúng lúc mình đang cần tiền để mua kẹp tóc mới. Nhi ơi. Mẹ, không phải mẹ đã... Có chuyện gì vậy con? Sao con heo đất lại... Con... Cái nhiếp này là con lén moi tiền trong con heo đất ra. Con... Bác gửi ít đồ cho mẹ. Mẹ có nhà không cháu? Dạ không ạ. Bác cứ đưa cho cháu cũng được ạ. Thế à? Vậy khi nào mẹ về thì bác sang. Hôm trước đặt hàng, mẹ cháu đã dặn là phải đưa tận tay cho mẹ cháu. Cháu cũng không được cầm. Hôm nay bác Hoa hàng xóm gửi đồ cho mẹ, nhưng lại không đưa cho con mẹ ạ. Vì đồ quan trọng nên mẹ không muốn giao linh tinh con à. Mẹ đi đâu đấy ạ? Mẹ ra mua chai nước mắm, đang nấu cơm thì hết. Mẹ để con đi cho ạ. Thôi, để mẹ tự mua, con ở nhà đi. Mẹ đã không còn tin tưởng mình nữa rồi. Việc gì mẹ cũng không cần mình giúp nữa. Tất cả là tại mình. Mẹ ơi, con xin lỗi. Có chuyện gì thế con? Chuyện con heo đất. Thà mẹ cứ đánh, cứ mắng con, chứ mẹ đừng im lặng như thế. Con biết con sai rồi. Con đã khiến mẹ không tin tưởng. Con... Mẹ ơi, con sai rồi. Mẹ tha lỗi cho con nhé. Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Mẹ mắng với đánh con thì ích lợi gì? Con heo đất cũng đâu thể sống lại.
Con biết con sai rồi, con đã khiến mẹ thất vọng. Mẹ hãy mắng con đi ạ. Mẹ không trách phạt con, vì mẹ muốn con tự nhận ra lỗi lầm của mình. Con phải học cách giữ lời hứa. Nếu con không thay đổi, thì mẹ sẽ không bao giờ tin tưởng giao cho con bất cứ thứ gì nữa. Con hiểu không? Con xin lỗi mẹ, con hứa sẽ không bao giờ làm thế nữa. Mẹ tha lỗi cho con nhé. Thôi được rồi, mẹ rất vui vì con đã hiểu ra. Mẹ sẽ không giận con đâu. Thật à? Ngày mai, mẹ sẽ mua cho con một con heo đất khác. Lần này thì con phải giữ đúng lời hứa, không được làm mẹ thất vọng nữa, nghe không? Con cảm ơn mẹ, nhất định con sẽ cùng mẹ nuôi cho heo thật lớn. Tốt, tốt lắm. Bạn hay bè? Vẫn còn sớm, hay chúng ta lại kiên nghỉ chân một lát? Tôi mỏi nhừ hết cả người rồi. Ừ, phải đấy, nghỉ một lát đi. Hôm nay kiếm được nhiều củi quá. Công nhận, chưa bao giờ tôi kiếm được nhiều củi thế này. Tiếng gì thế nhỉ? Trời, hổ, hổ. Cút đi, cút đi. À, à. Anh Sửu. Mau lại giúp anh Sửu đi. Con hổ đó hung dữ quá. Tôi sợ. Kìa anh Mão, anh đi đâu đấy? Anh đúng là. Cút đi. Tao bảo mày cút đi cơ mà. Làm thế nào bây giờ? Nguy cho anh Sửu quá. Không. Anh không sao chứ? Tôi không sao, bị thương ở tay thôi. May mà anh ra tay kịp. Mà anh Mão đâu? Anh ấy có sao không? Nhắc đến hắn ta làm gì? Hắn ta đã bỏ chạy trước để giữ thân rồi. Không ngờ thường ngày chúng ta thân thiết với nhau thế. Có lẽ anh ấy nghĩ chúng ta không thể nào thoát được. Tôi cũng nghĩ hôm nay chúng ta bỏ mạng dưới nanh vuốt của con hổ kia rồi. Vậy sao anh còn ở lại cùng tôi? Anh có thể cùng anh Mão chạy trước mà. Anh không sợ mất mạng sao? Làm sao tôi có thể bỏ anh trong lúc này được? Sống cùng sống, chết cùng chết. Chúng ta là bạn mà. Hơn nữa, lúc con hổ mới đến, chính anh là người đứng ra che chắn, bảo vệ cho chúng tôi. Nếu tôi mà bỏ đi, tôi còn là con người sao? Cảm ơn anh. Anh đúng là một người bạn tốt. Ơn huệ gì. Thôi thì tôi băng bó vết thương cho anh rồi mình cùng về. Ừ. Cảm ơn anh một lần nữa nhé. Đừng có nói vậy, chúng ta là bạn mà. Mau lại giúp anh Sửu đi. Con hổ đó hung dữ quá. Tôi sợ. Kìa anh Mão, anh đi đâu đấy? Còn mặt mũi nào mà gặp họ nữa chứ? Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, Mụn Rời Xa và Láng Mịn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!